Rồi, hello anh em ơi. Ở sau này là một đống máy cắt cỏ mới về nha. Cắt cỏ Honda 4 thì nha anh em. Bữa nay báo giá cho anh em rất là rẻ luôn, rẻ như là tấm pin em đang bán gì đó ha. Rồi, thì cắt cỏ này là hàng nội địa Nhật hết nha anh em. Bữa nay là toàn bộ là 4 thì hết với lại mấy cái bơm nước mới về ha. Còn anh em nào mà muốn mua 2 thì đó mà giá mềm 1 triệu ba đó, thì bữa trước em có làm một cái clip cái lô cắt cỏ hành lý cho anh em, mà anh em nào có mua thì bấm vô kênh em xem ha. Bữa nay cắt cỏ Honda thì là có Honda GS22 ha, GS25, GS35, GS31 với lại Makita xanh cũng 4 thì. Cái dòng Makita xanh này xài cũng ok lắm á, 265, 266 rồi đó, thì giá nó chỉ tầm 2 triệu thôi đó. Rồi bơm nước thì có bơm Maru, bơm bình xăng trên thì giá chỉ có 1 triệu thôi, bơm TU26 thì giá nó là 1,5 triệu Mitsubishi đó nè. Thì là máy là sẽ đầy đủ tay ga chắn cỏ đầu bò đồ này kia các kiểu đầy đủ cho anh em nha đó. Rồi thì ngoài ra thì bên em sẽ tặng cho anh em dây đeo ha, ngoài ra em sẽ tặng cho anh em dây đeo. Hủ tục mua hàng á thì anh em nào mua ưng ý con nào đó thì cọc em sẽ cho anh em số tài khoản, em bán thì có mặt mũi đầy đủ, anh em nào tin tưởng thì mua. Còn nếu mà anh em nào mua mà máy cắt cỏ một dài 1,5 m đóng vô rồi rất là cực, rồi tiền ship rất là cao, mà nếu mà anh em nào không tin tưởng thì có thể là không mua, còn nếu mà mua thì phải cọc ha. Mà em nói với anh em đại đa số những cái tiệm bán uy tín là người ta đều phải cọc hết, tại hàng cồng kềnh đó. Hàng mà mấy ông mua không cọc bơm một một cây thôi là lấy lỗ trống gió rồi ha. Rồi nên là anh em nào tin tưởng thì mua cọc giùm em ha, thì giá em sẽ công khai trên clip này luôn, anh em coi đây ha. Đây đó, anh em có thể lau cái clip này lại rồi anh em xem ha. Thì báo luôn là GX22 là giá 2 triệu ba nha, GX25 là 2,7 triệu. Mấy cái giá này phải nói là đang rất rất là rẻ cho anh em luôn. Mấy cái dòng Honda hiện nay rất là hiếm, hàng công hàng bãi về rất là khó, hầu như là không có hàng, phải là gọi là thuộc dạng là phải có số má lắm mới mua được mấy cái dòng này nè. Còn nếu không là chỉ mua được 2 thì thôi, mà mua là phải mua hàng đẹp gì nha, chứ còn mà hàng nát bể vỏ đồ này kia là không nói tới ha. Rồi GS35 thì nó hơi mắc nha, 3,7 triệu, còn GS31 thì nó chỉ có 2,7 triệu thôi, nó rẻ hơn cả triệu nha. Makita xanh là 2,1 triệu nha, còn bơm nước Maru á, bơm nước Maru này là 1,450 triệu nè, bơm nước Maru nha, bơm nước Maru thì là 1,450 triệu. Đây đây con bơm nước Maru là con này, nó nhỏ gọn thôi ha. Rồi cái con này bình xăng trên á thì chỉ có 1 triệu thôi nè. Con này 1 triệu. Con này cũng Maru nữa nè, có 3 con Maru nha. Đây 3 con này là Maru nè. Đó, 3 con này Maru. Con này thì rẻ hơn, con này tầm 1 triệu 3 anh em nha. Còn con này là Mitsu nè, thì là 1 triệu rưỡi nha. Con này mới 1 triệu rưỡi. Đó, còn các cỏ còn lại á là 4 thì ha. Em có báo giá rồi đó, anh em nào không nhớ thì coi lại cái clip này nha. Đây, có để đó. À, bây giờ em sẽ quay lại trực tiếp cho anh em xem nè. Thì mấy cái máy này anh em lưu ý là về ha, anh em về là phải thay nhớt nha, tại vì khi gửi em sẽ rút bớt nhớt, thậm chí là em đổ hết nhớt ra luôn, tại vì khi vận chuyển nó sốc ngược sốc xuôi anh em, nó sẽ bị chảy nhớt ra lỗ mũi, giống như xe máy mình mà sốc ngược là chảy nhớt ra thôi. Máy nào cũng vậy, máy xăng cũng vậy, sốc ngược là nó chảy nhớt, tại nó là động cơ 4 kỳ. Đây anh em thấy nè, hai con này là GS25 nè, rất là đẹp nha. Đó, GS25. Để em lấy lại em quay cho anh em. Để em báo giá nhiều khi em cũng quên nữa. Rồi hai con này là GS25 ha. Lắp rời luôn, máy rất là đẹp. Hai con này GS25 bán cho anh em là 2,7 triệu nha, 2,7 triệu. Nè, di động của nó là chống 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 trượt nè, ga nó là ga bóp luôn nè. Đó, anh em cứ đi dò giá thử. Ai bán cho anh em giá này không? Đó, mà máy là rất là đẹp nè, nó không? Đồ bò zin nè ha. Đó, di động là di động zin. Cái tâm của nó rất là đẹp, quan trọng là cái tâm của nó rất là đẹp, Honda GS25 ha. Đó. Còn cái con bên đây là GS22 ha, GS22 thì là 2,3 triệu thôi. Đây rất là dễ chơi nha, giá là siêu mềm. GS22 thì nó có hai con, 1, 2, 3 con chứ, bên đây một con nữa nè, con này siêu to nè. Đó. Con này như GS33 mấy, GS31, con này bự nha, con này hơi bự tíu. Con này thì là 2,7 triệu nha anh em, con này 2,7 triệu. Con này với con này là thứ nè. Con này là GX31 ha, máy lớn nha. Cái bắp chuối của nó bắp chuối lớn. Đó, thằng này bắp chuối nhỏ nha. Rồi, thằng này GX22 anh em ơi. Thằng này GX22, thằng này 2,3 triệu thôi nha, 2,3 triệu.
Hàng bắp chuối lớn này nè, nó mới là 2,7 triệu nha. Hàng bắp chuối lớn này là GX31 là 2,7 triệu, là ga của nó là ga bóp luôn nè. Con này là ga bóp ha. Đó, Honda bắp chuối lớn nha. Rồi con này GX22, còn con Makita xanh này là 4 thị ha. Makita xanh này có cái điểm eo rồi ha. Makita xanh thì là 2,1 triệu nha anh em. 427 nha. Đó, Makita này là Makita 427. 427 tức là khoảng là tương đương với GX27 anh em, bự hơn 25 nữa, chạy bốc hơn mà giá nó mềm hơn. Do là cái thương hiệu của nó không bằng Honda thôi, chứ dùng về cái nội công của nó là nó vô địch nha. Đó cũng là hàng nội địa Nhật thôi. Đó, nhưng mà thương hiệu thì nó không bằng nên là nó rẻ hơn, nó chỉ có vậy đó. Rồi con này là Makita cũng giống vậy ha. 265. Con này là Makita 265 nha anh em. Makita 265 4 thì luôn. Đó. Máy này 4 thì hết. Còn này Honda GX25 ga bóp nè. Ga bóp này khi mà mình xài mình dựng nó lên ha, mình chỉnh theo cái ý của mình. Đó, còn đây là mấy con bơm nước nha. Bơm nước nãy em có báo giá đó, con này 1 triệu nè. Đó, còn con mấy con Maru á là 1,450 triệu ha. Bình xăng trên là 1,1 triệu, bình xăng trên 1 triệu. TU26 là 1,5 triệu, có con này là 1,3 triệu nha. Đây con này 1,3 triệu. Đó, con này là Tanaka. Con này là ga tự động luôn nè. Khi mình lên ga để chạy, khi xuống hết ga là tự động tắt máy luôn. Đó, cái dòng này nó thông minh ha. Đó. Còn con này là Honda GX22 nãy mới nói nè. Máy khá là đẹp ha. Còn con ở phía trước này là GX31, thằng này là hàng khủng nha anh em. Ủa GX35, xin lỗi. Nói hơi lộn nha anh em. GX35 con này hàng khủng nó tới 3,7 triệu nha. Thằng này khá là bự, với lại kiếm là không ra ha, kiếm hàng là không ra đó. Mua một đống máy mà chỉ tuyển được một con thôi nè anh em thấy không? Đó GX35. Đó, cái tum của nó là tum lớn nha. Tum lớn. Cái cần lắp của nó cũng bự luôn. Đó, rồi anh em xem lại một lượt nữa ha. Rồi anh em nào mua thì liên hệ em nha ha. Đó. Em hôm gài đang bán pin, tại vì pin thì mới về, mới làm bên pin á nên là tập trung quay pin hơi nhiều. Còn các cỏ cưa đó thì có thương hiệu rồi. Nên là nhiều anh em mua, người ta mua quen hoặc là mua mối á, người ta sẽ liên hệ Zalo rồi em gửi hình trực tiếp luôn. Chứ hổng gài thì cũng lu bu, vợ thì cũng sắp đẻ. Chừng tuần nữa là đẻ rồi, nên là cũng đang lên thanh lý cho anh em. Những cái giá máy này đang rất là rẻ đẹp. Anh em nào thấy hợp nhãn, máy đẹp ok, giá tốt thì anh em mua, liên hệ em ha. Giá là em công khai cho anh em luôn, bao cho anh em tốt. Đó, bao giá công khai cho anh em, khỏi inbox gì hết trơn, em bán là công khai. Đó, hít thì lụm thôi. Rồi, đặc biệt đừng trả giá nha. Anh em thấy hợp nhãn thì ok, liên hệ em ha. Rồi, cảm ơn anh em ha.